Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Lạ Thế Giới của chúng tôi. Sau đây là câu chuyện lạ. Người đàn ông 45 năm không ngủ. Người đàn ông kỳ lạ này có tên đầy đủ là ông Thái Ngọc, 75 tuổi. Vợ chồng ông sống ở trang trại trong thung lũng Nà Trăng heo hút thuộc vùng Trung Quốc, huyện Quế Sơn, Quảng Nam. Nhiều hãng truyền hình đến đặt khắp nơi những máy móc tối tân để theo dõi xem ông có ngủ không, nhưng đều thất bại. Tất cả các máy quay hay chụp ảnh tự động cứ vài ngày lại đứng bánh vì hết pin, trong khi mắt ông Ngọc lúc nào cũng mở to thao thức. Tôi biết con gái ông Ngọc trước khi biết ông, chả là lúc nhàn rỗi, tôi thường tìm cớ ghé thăm nhà sách lớn nhất Đà Nẵng, nằm bên bờ sông Hàn để tán chuyện với cô gái đứng quẩy xinh xắn. Một lần khi tôi thao thao bất tuyệt kể chuyện, ở vùng núi kia có người đàn ông suốt đời không ngủ, sống cùng người vợ tảo tần dưới một thung lũng đọng đầy gió trăng. Bất chợt, tôi nghe cô gái đứng quầy tên Mai nói tỉnh rụi, cha em đó. Theo lời chỉ đường của Mai, tôi ngược dòng sông Thu tìm đến chợ Trung Phước, vừa tấp vào một hiệu may để hỏi thăm đường, tôi lại nghe cô gái có đôi mắt trong veo đang ngồi bên bàn máy may bảo, cha em đó. Bác sĩ Nguyễn Gia Thiều, giám đốc Bệnh viện Tâm thần Quảng Nam cho rằng, chuyện ông Ngọc không ngủ được mấy chục năm qua là chuyện rất hy hữu, nhưng không có gì nguy hiểm, vì hiện tượng không ngủ kéo dài trong nhiều năm phần lớn là do hệ thống thần kinh trong não bị xáo trộn. Việc này hoàn toàn không có chuyện chấn động, ức chế tâm sinh lý hay tác động nào của môi trường xã hội tạo nên. Cô gái này tên là Cúc, Cúc là chị của Mai và là hai trong số 6 người con của ông Thái Ngọc. Sống cùng ông bà trong trang trại ở thung lũng Nà Trăng hiện nay chỉ có anh con trai tên là Thái Thắng. Cả 6 người con ông Ngọc đều lập gia đình muộn, nhưng ai cũng quý mến và rất hiếu hạnh với người cha không bao giờ tưởng ngủ của mình. Theo lời những người dân quê mộc mạc vùng Trung Quốc thì bất cứ ai dù tình cờ hay cố ý hỏi chuyện về ông Thái Ngọc đều nghe các con ông trả lời bắt đầu bằng câu cha em đó. Nghe vợ báo có khách, ông Ngọc đang trầm mình tránh nắng ngoài suối, cứ ở trần chạy chân đất về nhà. Có hai điều khiến tôi ngạc nhiên về người đàn ông vừa gặp, đó là màu da và đôi mắt. Da ông Ngọc đen nhưng là màu đen rất hiếm gặp của đồng hun, ống nhẫy trên các cơ bắp săn cứng đã khô quắt cho tuổi già. Suốt buổi trò chuyện, tôi không thể hề thấy ông Ngọc chập mắt. Cảm giác của tôi là người đàn ông này có đôi mắt to, sâu, sáng đen và hồn nhiên hơn bình thường. Không hề có chút ưu tư hay già nua mỏi mệt trong đôi mắt người đàn ông kỳ lạ này. Đã 7 năm tuổi đời, nhưng trong đôi mắt người đàn ông không bao giờ ngủ, tôi vẫn đọc thấy nét hồn nhiên của đứa trẻ đang còn cưỡi lưng trâu. Theo lời ông Ngọc thì chứng không thèm ngủ của ông bắt đầu từ lúc ông tròn 20 tuổi và biết vụng trộm tâm tình với một cô gái hái dâu. Cảm giác nâng nâng cùng cô gái ở bụi tre bên sông cứ ám ảnh mãi trong đầu khiến ông không thể nào ngủ được. Năm 22 tuổi, ông Ngọc được cha mẹ cưới cho một cô gái đẹp nổi tiếng trong vùng, nhưng chứng mất ngủ vẫn cứ đeo đẳng và cho đến năm 30 tuổi, năm 1970 thì ông mất ngủ hẳn. Không ngủ được, ông thắp đèn nằm quần quật đủ thứ việc nhà như cuốc đất, làm cỏ, bóc đậu, nấu rượu, hái cây chuối cho nhau ăn. Thời trẻ cũng thế, bây giờ già rồi cũng thế. Ngôi nhà của vợ chồng ông Ngọc nằm chênh vênh trên trái đồi, lúc nào cũng hun hút gió dưới chân ngọn núi dạng. Gió đây nhiều đến độ, mọi thứ cây ăn trái trong trang trại của ông cứ bắt queo và ngả dần dạt về một phía. Gió đã vậy, nắng còn khủng khiếp hơn, cứ như giang chín mọi thứ trong đáy chảo gang. Nắng gió nghiệt ngã, coi như cấp không một nửa thành quả lao động của người 45 năm không ngủ. Làm việc cả ngày lẫn đêm suốt 45 năm trời để tạo ra một trang trại có đủ ruộng vườn ao cá. Tuy nhiên, gia sản của ông Ngọc cũng chẳng khác gì mấy so với những người nông dân nam nữ vùng quê Trung Quốc. Đất đai toàn đá và bạc màu nên 5-6 ruộng của ông mỗi năm chỉ thu hoạch được trên 100 ăng lúa. Nuôi gà chỉ đủ chia cho chồn, nuôi heo chỉ đủ dùng để làm đám giỗ, ông Ngọc nói. Chuyện chi tiêu chợ búa của gia đình, ông trông cậy vào cái nò nấu rượu, mỗi ngày 5 lít bán được 25.000 đồng. Tần tiện đủ sống, nhưng người đàn ông không ngủ lại sẵn sàng khước từ hàng ngàn USD đặt trước của vài hãng truyền hình nước ngoài có tham vọng độc quyền ghi hình ảnh sinh hoạt của ông với lý do đơn giản là không thích. Thấy tôi chìa máy ghi âm ra, ông Ngọc nhau mắt bảo, tôi chỉ ước có vài triệu mua cái máy bơm về tưới cho nó đã. Ông Ngọc cũng từ chối sự bảo lãnh của đoàn làm phim Thái Lan sang bên ấy chữa bệnh vì theo như ông nói, không ngủ được thì có ảnh hưởng chi mô mà chữa. Từ hồi trai trẻ đến giờ, ông Ngọc cũng chưa một lần nào đến bệnh viện để hỏi bác sĩ xem nguyên nhân mất ngủ. Cách đây gần 10 năm, tôi từng đem chuyện hàng chục năm trời không ngủ của ông Ngọc hỏi bác sĩ Nguyễn Gia Thiều, giám đốc Bệnh viện Tâm thần Quảng Nam. Bác sĩ Thiều cho hay đây là chuyện rất hy hữu nhưng hoàn toàn không có gì nguy hiểm. Thực tế hiện tượng không ngủ kéo dài trong nhiều năm, phần lớn là do hệ thống thần kinh trong não bị xáo trộn,
Nó hoàn toàn không có chuyện chấn động, ức chế tâm sinh lý hay tác động nào của môi trường xã hội tạo nên. Đúng là 4-5 năm trời không ngủ, chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống bình dị của người đàn ông này. Sau Tết Ất Mùi, tôi lên Trung Quốc có ghé thăm trang trại của ông. Nghe ông khoe, tôi dứa mà có 5 đứa cháu nội ngoại rồi đó anh. Vợ chồng ông không uống rượu nữa, vì theo lời ông lời nãi chẳng bao nhiêu. Nó rượu không nổi nửa, nhưng ở cái tuổi 7 năm, người đàn ông cả đời không ngủ vẫn đều đặn lên đồi, cánh mỗi ngày hai cánh củi nặng 100 cân, về để đêm nằm không ngủ đốt cho nó vui tuổi già. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.